Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hôm nay thời tiết cũng hơi lạnh, khoảng chừng trừ 8 độ. Ở đây là ở thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay tôi đưa quý vị tới cái chợ bán sỉ Costco xem coi họ bán những sản phẩm quốc tế cho cái mùa Tết này, họ có bán cái gì hả quý vị. Này họ chỉ cần bán từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 là họ không có bán những cái hàng này nữa. Ở đây họ có bán bánh này, bánh này nó bán là 15 đô một hộp. Đây cũng có bán cái này mà không phải ở Việt Nam đem qua quý vị. Cái này nó bán là 5 đồng 2 một ký đó. How the oranges taste now? Any good, you think? I think it's good. Huh? Cái này cam 17 cam nó nhập only, that's từ Mỹ về orange. quý vị, nó bán 4 đồng ký. Cái này là đầu có cái đầu này nó bán làm ký 2,5 đồng. Cái này là súp mà nó làm nó bỏ trong cái lon đó quý vị, mua về rồi chỉ có hâm lại ăn thôi, giống như mì tôm vậy đó. Cái này là trà này. Này trà chứ không phải cái bình trà đâu quý vị ơi, trà uống hộp vậy là 15 đô và một gói là khoảng chừng 27 cent đó. Cái này là trà mà trà nước, này là giống như mà nước uống vậy mà có mùi vị trà quý vị. Cái này hộp mà người ta bán như vậy là 13 đô. Cái này là bánh này, bánh này bánh bánh mềm. Một hộp này là 400 gram. Này nó có nhiều mùi vị, bốn bốn mùi vị trái cây. Một hộp phải bán 12 đồng rưỡi. Cái này trà sữa này, trà sữa mà cái này quý vị về là phải làm á. Đó có 12 gói làm được 12 ly. Mà 12 gói vậy là 20 đô. Thì gói những ly như vậy khoảng chừng gần đâu mấy đó, đâu 2 đâu 3 gì đó. Cái này là mấy cái cây mà trồng ở trong nhà này. Ở Canada mùa đông nó trồng ở ngoài không được. Bây giờ họ chỉ bán là cây trồng trong nhà thôi. Cây này cũng có cái chậu mà đẹp đẹp. Bán cái chậu này, cây này 29 đô. À, đây cũng là cây nữa nè. Cây này họ bán cũng 28 đô đó quý vị, cao khoảng chừng 8 in. Đây, hoa lan này có nhiều màu lắm, vàng tím đỏ hồng nhiều lắm. Đấy nó bán cái cây này cũng rẻ. Cây này có 20 đô thôi quý vị ơi. Quý vị nào chưa đăng ký, quý vị đăng ký để ủng hộ kênh nhé quý vị. Please subscribe to support the
channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều ha. Bông bông này quý vị cũng có thể mua về để trồng Tết. Ở đây bông ít lắm. Đi mấy cái chợ bán bông thì nó rất là đắt. Quý vị mà tới Costco mua bông thì nó rẻ. Bỏ đó thì 15 đô. Cái này thì 30 đô. Cái này thì bông nhiều đẹp, hình như nó có cái chậu à, đóng là nó có cái chậu ở dưới luôn. Cái này quý vị mua về chỉ chân nó không cần bỏ vào cái lò gì hết. Còn cái này thì cũng đẹp này. Cái này thì không có cái lò, quý vị mua về phải bỏ vào trang trí. Cái này thì nó bán họ bán 25 đô. Nhìn thấy cũng đẹp lắm quý vị, bông hồng đủ loại màu. Cái này tới ngày Valentine mua được này. Cũng gần tới rồi. Này thì có 23 đô, 24 cộng. Cái này là hộp đầu của nó bọc cái mùi vị wasabi, ăn cái cũng được. Này họ bán như vậy là 14 đô, 42 bịch nhỏ nhỏ. Này miệng là miệng chức, bệnh rám. Cái này có 6 bịch, không có 6 bịch, họ bán như vậy một bịch là, một bì là 8 đô đó quý vị. Này kèo này, kèo nó sốt, có chocolate, sốt, sô-cô-la. Bì như vậy, họ bán như vậy là 12 đô rưỡi, 800 gram. Khoai này, khoai chiên này. Khoai chiên mà cái này là không cần phải chiên nữa quý vị mua về chỉ ăn thôi. Rồi xin cảm ơn quý vị nhiều. Quý vị đã xem kênh Cuộc Sống YouTube ở đây. Và xin hẹn lại quý vị lần sau. Chúc quý vị năm mới sức khỏe dồi dào, phát tài phát đạt. Bye bye.